Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 25 tháng 10 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hàng chục người Việt họp báo nộp đơn kháng cáo vụ kiện Formosa tại Đài Loan. Chủ tịch công ty cung cấp dầu thải đính chính lại thông tin cung cấp sai với báo chí. Đài Loan lên tiếng phản đối phim Người Tuyết Bé Nhỏ có bản đồ hình lưỡi bò. Trong phần luật sư, chúng tôi có bài liên quan đến việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn về dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi, nâng các hộ kinh doanh gia đình lên thành doanh nghiệp. Ngoài những mẩu tin đáng chú ý vừa nêu, chương trình chúng tôi còn có những thông tin và thời sự đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vào ngày 24 tháng 10 đã rời khỏi vùng biển Việt Nam sau hơn 3 tháng tiến hành thăm dò tại đó. Reuters loan tin dẫn dữ liệu hàng hải về việc tàu khảo sát đại dương Hải Dương 8 rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bản tin của Reuters phát đi từ Hà Nội nêu rõ tàu Hải Dương 8 rút đi với sự hộ tống của ít nhất là 2 tàu khác. Hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương 8 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam từ hồi đầu tháng 7 gây nên căng thẳng giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Việt Nam ít nhất 4 lần lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu khảo sát và những tàu hộ tống đi vì vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cho là tàu của họ đang hoạt động trong vùng biển của Hoa Lục. Sau khi nhóm tàu Trung Quốc rút đi vào ngày 24 tháng 10, Reuters có gửi điện thư cho Bộ Ngoại giao Việt Nam hỏi về bình luận của Hà Nội đối với sự kiện đó. Tuy nhiên, thì Reuters cho biết chưa nhận được hồi đáp. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh lên tiếng tại cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh rằng, theo hiểu biết của cơ quan này, thì hoạt động khảo sát của tàu Hải Dương 8 nay đã hoàn tất. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng xác nhận tại công tác khảo sát của tàu Hải Dương 8 bắt đầu từ đầu tháng 7. Vào ngày 23 tháng 10, thì Thông tấn xã Việt Nam dẫn kêu gọi của Phó Chủ tịch Ủy ban Quân ủy Trung ương Trung Quốc đưa ra trong tuần này với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch về việc đối thoại giữa hai phía nhằm giải quyết tình hình phức tạp trong khu vực cũng như toàn cầu. Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho rằng nỗ lực chung của các quốc gia có thể giúp vượt qua những thách thức an ninh chung. Tùy viên chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Jeremy Specter vào ngày 23 tháng 10 có cuộc thăm linh mục Đặng Hữu Nam và thân nhân của một số tù nhân lương tâm tại Nghệ An. Cuộc gặp diễn ra tại giáo xứ Mỹ Khánh do linh mục Đặng Hữu Nam quản nhiệm. Trong sự kiện Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường biển năm 2016, linh mục Đặng Hữu Nam và ít nhất là 2 lần tham gia đoàn giáo dân từ Nghệ An đến tòa án huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn để kiện công ty của Đài Loan ra tòa nhưng bị ngăn cản, thậm chí là có giáo dân còn bị đánh đập. Linh mục Đặng Hữu Nam cho Đài Á Châu Tự Do biết vào tối ngày 24 tháng 10 như sau. Trong cái dịp viếng thăm này thì tùy viên Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm khu vực miền Trung ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An. Thì có thăm các giám mục của hai tòa giám mục Vinh và Hà Tĩnh. Rồi đến thăm tôi tại giáo xứ Mỹ Khánh. Và cùng việc thăm tôi đó thì cũng có nhảy muốn thăm các gia đình tù nhân lương tâm trên địa bàn của miền Trung. Tôi cũng mời các gia đình đó đến tại Mỹ Khánh để gặp tùy viên đại sứ của Mỹ tại Hà Nội. Trong việc gặp gỡ đó thì làm việc với tôi từ sáng đến chiều của ngày 23. Tin cho biết là trong cuộc làm việc, linh mục Đặng Hữu Nam và người thân của những tù nhân lương tâm trình bày về những điều mà họ cho là vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Do đó, sau khi kết thúc ngày làm việc, linh mục Đặng Hữu Nam trao cho ông Jeremy Specter một kiến nghị thư gồm 10 điểm. Một số điểm cụ thể gồm đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo nhân quyền, gọi tắt theo tiếng Anh là CPC, yêu cầu trả tự do cho các tù nhân lương tâm, yêu cầu Việt Nam thay đổi luật đất đai, trao cho dân và tôn giáo quyền sở hữu đất đai, buộc Việt Nam thực hành cam kết nhân quyền đã ký kết, chế tài quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo và đàn áp người dân. Tất nhiên thì trong cái cuộc nói chuyện thì tôi cũng nói với tùy viên chính trị Đại sứ quán Mỹ rằng là chúng tôi không thể trút gánh nặng của nước Việt lên vai của người khác. Và tôi cũng biết rằng chính ngay những người Việt mới là người chủ động và là người có quan trọng nhất
Nhưng mà tất nhiên cái sự lên tiếng và ra tay cũng như cộng tác của áp lực của bên ngoài của thế giới, nhất là các cái tổ chức và những chính phủ dân chủ đều có giá trị của nó, và đó cũng là niềm hy vọng cho người dân Việt của chúng tôi. Như trình bày của Linh Mục Đặng Hữu Nam thì tùy viên chính trị Đại sứ quán Hoa Kỳ Jeremy Specter trước khi đến làm việc tại giáo xứ Mỹ Khánh với Linh Mục Đặng Hữu Nam và các gia đình tù nhân lương tâm thì ông cũng đã có chuyến thăm đến hai tòa giám mục Hà Tĩnh và xã Đoài. Mục tiêu của chuyến thăm được cho biết là nhằm tìm hiểu việc vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Con gái tù chính trị Huỳnh Trương Ca, cô Huỳnh Thị Thái Ngân có gửi thư đến các tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi, kêu cứu cho người cha của cô hiện đang bị đối xử hà khắc trong nhà tù Xuân Lộc. Trong thư kêu cứu, cô Huỳnh Thái Ngân nêu rằng cha cô chỉ là một người làm vườn có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thế nhưng sau khi chứng kiến cũng như trải qua quá nhiều bất công trong xã hội, ba cô đã chọn cách không im lặng với những sai trái. Chỉ vì phản đối luật đặc khu qua các buổi livestream trên Facebook, ông đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Tháp kết tội. Ông bị tòa kết án 5 năm 6 tháng tù và 3 năm quản chế với cáo buộc làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước. Cô Huỳnh Thị Thái Ngân hôm 24 tháng 10 năm 2019 xác nhận với Đài Cho Tự Do về lá thư kêu cứu. Dạ thì cái đó là cái thư chặn tình thôi, chuyện của ba em sao thì em nói y như vậy. Em gửi đi hết mấy cái tổ chức quan sát nhân quyền để giúp đỡ ba em. Em trình bày những cái khó khăn mà gia đình em gặp phải từ lúc mà ba em mới bị bắt cho tới bây giờ. Về sức khỏe của ba mẹ em nữa, tại từ ngày mà ba em đi tù rồi ba mẹ em bị chia cắt không được gặp nhau, sức khỏe của ba em, mẹ em yếu đi nhiều lắm. Em mong muốn là mấy cái tổ chức nhân quyền quốc tế này kia rồi giúp đỡ gia đình em với giúp đỡ những người tù nhân lương tâm mà gặp phải trường hợp như gia đình em nhé. Trong thư, cô Ngân cũng cho biết công an đã gây khó dễ cho gia đình cô bằng cách không cho ba mẹ cô gặp nhau. Đã 4 tháng nay, mẹ cô không được vào thăm ba. Hôm 13 tháng 10 năm 2019, bà Phạm Thanh Tâm, vợ của ông Huỳnh Trương Ca cho Đài Á Châu Tự Do biết thông tin rằng hôm 12 tháng 10, hai người con của bà đã đi thăm ông Huỳnh Trương Ca và được biết là ông đang tuyệt thực. Việc tuyệt thực bắt đầu từ ngày 4 tháng 10. Theo lời của bà thì không chỉ mình ông Ca tuyệt thực mà các tù nhân lương tâm khác cùng thụ án tại trại giam Xuân Lộc cũng đã tuyệt thực để phản đối chế độ hà khắc của nhà tù vì không cho ông Ca ra ngoài chữa bệnh. Thưa quý vị, sáng ngày 24 tháng 10, hàng chục người Việt đại diện Hội Công lý cho nạn nhân Formosa cùng với các tổ chức phi chính phủ của Đài Loan đã đến trước tòa án quận Đài Bắc họp báo hô khẩu hiệu đề nghị tòa thượng phẩm đem vụ án ra xét xử. Như chúng tôi đưa tin trước đó, ngày 14 tháng 10 vừa qua, tòa án quận Đài Bắc bác đơn kiện của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, đại diện cho 7.875 nạn nhân ở Việt Nam, kiện công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để đòi bồi thường thiệt hại. Lý do được đưa ra là tòa không có thẩm quyền xét xử và khuyên những nạn nhân kiện công ty này ngay tại Việt Nam. Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, cố vấn cho Hội Công lý cho nạn nhân Formosa cho biết ông rất hy vọng vào vụ kiện này. Tôi hy vọng là cái vụ án này sẽ được khởi động lại. Ở bên viện tư pháp sẽ phải có một số những cái nỗ lực để mà thay đổi về cái cơ chế về luật pháp, để có những cái vụ kiện như thế này là phải được xét xử ở tại Đài Loan. Lý do là bởi vì những công ty của Đài Loan đi ra nước ngoài làm ăn, mà chính những công ty đó là những người Đài Loan đi làm ô nhiễm cái môi trường sống, vi phạm nhân quyền của các quốc gia khác. Cũng theo vị linh mục có nhiều năm trợ giúp cô dâu và công nhân Việt Nam tại Đài Loan, thì ngay tại những quốc gia đó, người dân không có quyền lên tiếng nói, và chính phủ Đài Loan phải có trách nhiệm để xử lý những công ty như vậy đúng với tinh thần dựa trên nhân quyền Đài Loan lập quốc. Sau buổi họp báo, những người này cũng tuần hành sang Viện Tư pháp của Đài Loan trao kháng thư cho đại diện viện này nhằm yêu cầu xem xét các quy định liên quan đến thẩm quyền giải quyết vụ việc. Hôm 11 tháng 6 năm 2019, các nạn nhân Việt Nam đã đệ đơn kiện công ty Formosa Hà Tĩnh tại Đài Bắc, Đài Loan. Có 7.875 nguyên đơn trong vụ án này, với nhóm đầu tiên 51 nguyên đơn, yêu cầu bồi thường 4 triệu Mỹ Kim,
trong khi thiệt hại của các nguyên đơn còn lại sẽ được xác định sau đó. Đến ngày 13 tháng 6, Tòa án quận Đài Bắc đã yêu cầu các nguyên đơn Việt Nam trả án phí là 1,2 triệu đài tệ, tức khoảng 40.000 Mỹ Kim, để tiến hành vụ án. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 10, Tòa án quận Đài Bắc phán quyết rằng vụ kiện này không thuộc thẩm quyền của mình và đã bác bỏ vụ kiện này. Chủ tịch công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà, nơi cung cấp số dầu thải đổ vào nguồn nước sạch nhà máy sông Đà, vừa thừa nhận thông tin trước đó, nói với báo chí là không đúng và ký văn bản đính chính lại thông tin này. Trong cuộc họp báo ngày 21 tháng 10, ông Nguyễn Đức Truyền, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần gốm sứ Thanh Hà, xác nhận với cơ quan chức năng số dầu thải bị đổ xuống nguồn nước sạch nhà máy sông Đà có nguồn gốc từ công ty của ông. Ông Truyền cho biết, số dầu thải này xuất phát từ quá trình vận hành hệ thống các máy móc thiết bị của công ty và phía công ty không có chủ trương cung cấp dầu thải ra ngoài. Sự việc dầu thải bị đổ trộm ra nguồn nước sạch sông Đà là do nhân viên lén lút tuồn ra bên ngoài. Theo ông, trước nay, số dầu thải trong quá trình vận hành máy móc, công ty đều gom lại và thuê công ty môi trường xanh Minh Phúc ở Hải Dương xử lý. Tuy nhiên, sau đó ông Truyền lại đính chính thông tin nêu trên, cho rằng công ty ông đã kết thúc hợp đồng xử lý với công ty môi trường xanh Minh Phúc vào năm 2017 và thay vào đó là công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình vào thời điểm ký hợp đồng vào đầu năm 2019. Báo chí đặt câu hỏi vậy trong khoảng thời gian cuối năm 2017 đến đầu năm 2019, dầu thải ra của gốm sứ Thanh Hà xử lý như thế nào? Ông Truyền cho rằng các tài liệu liên quan đã bị cơ quan công an điều tra thu giữ, nên ông không thể nhớ và cung cấp chính xác được. Trong một diễn biến khác xảy ra cùng ngày, báo chí trong nước loan tin thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và báo cáo của công ty nước sạch sông Đà về số lượng dầu thu gom có độ chênh lệch khá lớn. Theo tỉnh Hòa Bình, trong quá trình thu gom khoảng 100 lít váng dầu lẫn nước, 7 bao tải có dính dầu khoảng 60 kg, được lưu trữ trong kho chứa chất thải nguy hại tại nhà máy. Khoảng 3-4 mét khối cát dính dầu được chôn lấp tạm thời trong khuôn viên nhà máy nước sạch sông Đà. Tuy nhiên, báo cáo của công ty nước sạch sông Đà gửi công an huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình lại khác đi nhiều lần với 50 can dung tích 20 lít chứa dầu thải và nước, 100 bao tải có chứa cỏ, cây dính dầu, đất và cát khoảng 170 mét khối và công ty vẫn đang tiếp tục thu gom. Như vậy, văn bản mà Ủy ban Nhân dân Hòa Bình cung cấp cho cơ quan truyền thông và văn bản công ty nước sạch sông Đà báo cáo vào cùng ngày 17 tháng 10 có sự chênh lệch gấp 10 lần. Tuy nhiên, báo cáo của công ty nước sạch sông Đà gửi công an huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình lại khác đi nhiều lần với 50 can dung tích 20 lít chứa dầu thải và nước, 100 bao tải chứa cỏ, cây dính dầu, đất và cát khoảng 170 mét khối và công ty vẫn đang tiếp tục thu gom. Như vậy thì văn bản mà Ủy ban Nhân dân Hòa Bình cung cấp cho cơ quan truyền thông và văn bản công ty nước sạch sông Đà báo cáo vào cùng ngày 17 tháng 10 có sự chênh lệch gấp 10 lần. Bộ Văn hóa Đài Loan hôm 22 tháng 10 ra tuyên bố lấy làm tiếc về cảnh phim có bản đồ hình lưỡi bò và đường 10 đoạn gần Đài Loan trong bộ phim Người Tuyết Bé Nhỏ. Bộ Văn hóa Đài Loan nói bản đồ đã không tôn. Bộ phim Người Tuyết Bé Nhỏ do công ty DreamWorks của Mỹ hợp tác sản xuất với công ty Pearl Studio của Trung Quốc. Đây là bộ phim đã gặp phải những chỉ trích liên tục trong các tuần qua tại các nước Việt Nam, Malaysia và Philippines do có cảnh chiếu bản đồ với hình lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông, đòi chủ quyền phần lớn diện tích vùng nước đang tranh chấp này. Bản đồ trong bộ phim cũng có phần vẽ 10 đoạn ở vùng biển phía đông bắc Đài Loan, vốn không thuộc đòi hỏi chủ quyền chính thức của Trung Quốc ở vùng nước này. Mặc dù vậy, theo CNA, một số nhà sản xuất bản đồ của Trung Quốc vẫn làm các bản đồ có phần vẽ 10 đoạn vào năm 2014. Việt Nam đã chính thức rút phim Người Tuyết Bé Nhỏ khỏi các rạp chiếu vào hôm 14 tháng 10, vừa qua sau 10 ngày chiếu. Philippines cũng làm như vậy một ngày sau đó. Malaysia từ chối chiếu phim sau khi đòi hỏi của chính phủ Malaysia đối với nhà sản xuất về việc cắt bỏ đoạn phim bị từ chối. Tại Đài Loan, bộ phim không gây chú ý nhiều lắm cho đến khi ông Lee Chi-wei, một thành viên Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, tổ chức một họp báo nói về điều này. Ông Lee chỉ trích bộ phim đã quảng bá cho các đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc. Ông đồng thời kêu gọi chính phủ phải can thiệp, yêu cầu cảnh phim phải được cắt bỏ. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Đài Loan cho biết, theo luật, chính phủ không thể yêu cầu các phim có những phần gây ảnh hưởng đến quyền lợi hay hình ảnh của quốc gia phải bị cắt bỏ hay chỉnh sửa.
Đài Loan và Việt Nam vừa ký một bản ghi nhớ hợp tác ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn. Hãng tin CNA trích thông tin từ Bộ Nông nghiệp của Đài Loan cho biết như vậy hôm 24 tháng 10. Theo CNA, hợp tác hai bên sẽ bao gồm công tác chung trong công nghệ phát hiện virus, nghiên cứu miễn dịch và các biện pháp chẩn đoán. Dịch tả lợn đã bùng phát ở Trung Quốc hồi năm ngoái và sau đó nhanh chóng lan sang 10 nước khác trong khu vực. Việt Nam đã phát hiện dịch tả lợn đầu tiên ở Hưng Yên hồi tháng 2. Sau đó, dịch bệnh đã lan sang cả 63 tỉnh thành của Việt Nam, khiến khoảng hơn 5 triệu con heo đã bị chết. Đài Loan hiện là nước duy nhất ở khu vực Đông Á, bên cạnh Nhật Bản không nằm trong khu vực có dịch bệnh và đã có các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh mạnh mẽ, theo Bộ Nông nghiệp Đài Loan cho biết. Theo thông cáo báo chí của Bộ Nông nghiệp Đài Loan công bố hôm 24 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Đài Loan Huan Chin-chen dẫn đầu một đoàn làm việc đã đến thăm Việt Nam hôm 22 tháng 10 vừa qua để chia sẻ thông tin. Bản ghi nhớ giữa hai bên được ký giữa ông Chu Chu Trang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sức khỏe Động vật Đài Loan và bà Phạm Thị Ngọc, quyền Viện trưởng Viện Thú y Việt Nam hôm 23 tháng 10. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFI Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Trong phần thời sự, thưa quý vị, vừa qua thì tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư trong dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi có đề nghị đưa 5 triệu hộ kinh doanh gia đình lên thành doanh nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên thì vấn đề này khiến cho các hộ kinh doanh lo ngại trước quá nhiều rào cản phía trước. Liệu rằng hành động ép 5 triệu hộ kinh doanh này lên đời có cần thiết? Chúng tôi có bài tìm hiểu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày 16 tháng 10, bàn về dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi, có nhận xét rằng việc đưa các hộ kinh doanh gia đình thành doanh nghiệp là để dễ quản lý. Ông Dũng lý giải thêm vì hiện nay các hộ kinh doanh không có rõ ràng về địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự. Quyền kinh doanh bị giới hạn trong phạm vi cấp quận, huyện và không được mở chi nhánh cũng như văn phòng đại diện và nhiều bất cập đối với mô hình kinh doanh gia đình. Do đó, ông cho rằng luật doanh nghiệp sửa đổi sẽ góp phần cải cách mạnh mẽ nhằm xây dựng khung khổ pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực thông lệ và phổ biến ở khu vực và quốc tế, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn và nguồn lực sản xuất, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh. Trước những bàn cãi xung quanh dự luật sửa đổi này, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội khẳng định rằng cần xem xét đánh giá kỹ tác động đến 5 triệu hộ kinh doanh như thế nào trước khi đưa vào luật. Chúng tôi cũng đã đón nhận được ý kiến của các hộ kinh doanh gia đình và nghe họ nói về vấn đề này. Anh Lê Hoàng Minh, chủ cơ sở kinh doanh đồ dùng điện nước trong nhà tại Hà Nội cho biết. Nói chung là theo chủ trương nhà nước thì mình phải theo thôi. Thì chắc là nhà nước cũng để nó dễ quản lý hơn. Mình đánh thuế thu nhập là cá nhân, thuế môn bài. Đấy, mới cả thuế tháng thôi, thuế hàng tháng. Nhà nước ra chủ trương thì mình phải theo thôi. Nói chung là khi nào thực tế chuyển đổi thì mình mới rõ được, chứ hiện giờ mình cũng chưa biết là nó như thế nào hẳn. Chắc chắn rồi, nếu là doanh nghiệp thì chắc chắn sổ sách các thứ rồi phải kê khai các thứ nó phải khác rồi. Xin nó không như bây giờ được. Cũng tại Hà Nội, anh Nguyễn Đình Thành, chủ cửa hàng kinh doanh thời trang chia sẻ. Nói chung là khó khăn là cái vấn đề là bây giờ anh làm đây nó cũng không tính lâu dài. Thế nên anh vẫn giữ nguyên là cá thể đấy thôi, anh không muốn lên doanh nghiệp. Tại vì lý do là cũng vừa nhỏ lẻ với cả vừa không có mở rộng được, tại vì làm ăn nó cũng đang khó khăn, nên là cũng làm chỉ biết 1-2 năm chứ không ở doanh nghiệp đấy. Khó khăn trước mắt thì đã doanh nghiệp xong chỉ 1-2 năm tồn tại thì nó rất chi là khó khăn, là thứ nhất là như thế. Cái thứ hai nữa là nó anh không cần thiết đến doanh nghiệp, tại vì cái này vợ chồng anh bán nhỏ lẻ với cả nó cũng là không có nhân viên không chứ gì cả, nên là nó anh thì nếu chủ trương thì của nhà nước thì nó phải có thời gian anh nắm bắt được, còn ủng hộ không thì giờ mình chưa hiểu biết, thì không biết là ủng hộ không ủng hộ. Trao đổi với RFA liên quan đến vấn đề này hôm ngày 21 tháng 10 năm 2019, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, cựu thành viên tổ tư vấn và ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho rằng điều này bất khả thi. Tôi nghĩ các hộ kinh doanh gia đình nó rất khác với các doanh nghiệp. Hiện nay ở Việt Nam mới có khoảng 700.000 doanh nghiệp thôi, mà quản lý số doanh nghiệp đó cũng đã khó rồi.
Kể cả các quy định trong đó thì giữa doanh nghiệp quy mô lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đã khác nhau rất nhiều. Nó đòi hỏi luật phải cụ thể hơn, phải sát hơn với các đối tượng khác nhau. Ý thành ra là việc đưa 5 triệu hộ kinh doanh gia đình này rất khác với các doanh nghiệp kia vào chung một luật là một điều không khả thi. Trước đây, Việt Nam cũng có những ràng buộc dành riêng cho các hộ kinh doanh gia đình mà chính phủ không đưa thành luật, mà chỉ có một nghị định để giải quyết riêng đối với các hộ kinh doanh. Và thông thường, mọi thủ tục sẽ nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất nhiều. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Vũ Sơn cũng khẳng định với chúng tôi rằng, đứng về phía góc độ quản lý, thì nhiều chủ cơ sở nhỏ lẻ chỉ có kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh, chứ còn về kỹ năng quản lý thì không có nhiều, nên xu hướng họ vẫn thích dừng lại ở mức độ cơ sở sản xuất hơn thành doanh nghiệp. Với mức thuế các hộ kinh doanh đang đóng hiện nay, nó đã phù hợp với quy mô hoạt động của từng hộ, nên bây giờ có gọi họ là doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất thì đứng góc độ thuế thì nó cũng giống nhau mà thôi. Trở lại với những đề xuất trong cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Ung Trung Lưu cũng cho rằng người dân có quyền lựa chọn, không được ép họ chuyển từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Mục tiêu của ban soạn thảo đưa vào để điều chỉnh một số nội dung tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy kinh doanh. Nhưng liệu đưa vào có giải quyết được vấn đề không, hay lại tiếp tục gây khó khăn, cản trở việc kinh doanh? Thừa nhận việc khó khăn đối với hộ kinh doanh gia đình, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, vì quy mô hoạt động quá nhỏ và hoạt động theo kiểu đơn sơ, nên đưa vào điều kiện chung cho doanh nghiệp chắc chắn họ không thực hiện nổi, mà nếu không đáp ứng nổi, chắc chắn các doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động. Ngoài ra, từ trước đến nay sự đóng góp của các hộ kinh doanh vào nền kinh tế không nhỏ, với ước tính lên tới hơn 30% công ăn việc làm của người dân, nên để họ có hình thức riêng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động. Chuyên gia kinh tế Huỳnh Vũ Sơn cho rằng, với tình trạng hoạt động như hiện nay thì đó là một giải pháp rồi. Tại vì trước đây đó có nhiều khi là kinh doanh hoặc sản xuất mà nhỏ lẻ đó có thể thì hầu như là họ hoạt động giống như là riêng lẻ là không có đăng ký, nhưng mà cho đến hiện nay đó thì hầu hết là đều có đăng ký để mà đóng thuế và để mà cái hoạt động sản xuất kinh doanh của họ được hợp pháp. Do đó là họ có thể thuế môn bài, thuế trị giá tăng hoặc là thuế lợi tức. Thì với cái tình hình hiện nay tôi cho rằng nó đã phù hợp rồi. Còn nếu mà muốn gọi cho họ cái tên gọi là doanh nghiệp nhưng mà duy trì những cái mức thuế như trước đây đó thì tôi nghĩ chắc là họ cũng không phản đối. Người dân thì chưa biết tính sao. Còn các chuyên gia kinh tế thì cho rằng không nên ép các hộ kinh doanh cá thể lên đời trong giai đoạn này, do sự tồn tại của họ cũng đang góp phần đáng kể vào nền kinh tế chung. Ngoài ra, với hơn 700.000 doanh nghiệp hiện nay, nhà nước đã không kiểm soát xuể thì thêm 5 triệu doanh nghiệp mới, làm sao các nhà quản lý kham nổi. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, quý khách thính giả hãy vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy chương trình truyền hình nằm ở ngay trang chính phía trên phần thời sự. Bấm vào nút play màu đỏ để xem trực tiếp cũng như để xem lại chương trình đã phát trước đó. Lưu ý để thuận tiện, quý khách thính giả hãy chọn Add to Home Screen để lưu giữ địa chỉ này trên màn hình điện thoại di động, giúp dễ dàng truy cập cho những lần sau. Ngoài ra, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tiếp ngay trên trang Facebook Đài Á Châu Tự Do tại facebook.com/RFA Việt Nam. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban, chân như cầu chúc quý vị có được nhiều niềm vui và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.